này được chưa? Rồi cho vào đây. À, anh cho vào đi, anh cứ bỏ vào. Bột kia ra rồi, ok thôi. Đó. Nó phải khô như thế này đấy. Đó. Bột ra sẽ đẹp như chi nữa, đẹp đẹp như chi. Bột này ra đẹp rồi. Nó dài ra, ra ngoài này cắt. Bột này phải làm hàng ngang thì cắt nó mới đẹp được. Anh hiểu rồi. Đấy, nó cắt này. Rồi, rồi. Nó cắt này, nó cắt thành khúc này đấy. Yên. Bây giờ anh muốn nhanh nhá, bây giờ anh muốn tốc độ nhanh này thì anh giảm cây xuống này một giây này thì nó tụt nhanh này, cắt nhanh này, đó. Tốc độ biết anh điều chỉnh bây giờ tốc độ mà hắn ấy anh phải đều điều chỉnh đây, hắn đều lên nhau một tí này, cho đi chậm xuống này. Thì giảm đi chậm xuống này. Tại vì băng tải chậm thì cái này phải giảm chậm xuống để cho nó cắt nó sẽ đều. Đấy. Đó. Đấy. Đấy. Đều rồi này. Bây giờ bắt đầu từ hàng này là đều này. Bắt đầu từ hàng này là đều này. Thấy chưa? Bắt đầu từ hàng này đều. Chưa? Phần này đều. Bởi vì cái thằng này đều. Ngắn thì 0,5 giây thôi. Nếu mà ngắn đây thì bắt buộc băng tải nó phải nhanh hơn một tí. Đó. Và cái đun đây nữa này, hết bột rồi này, hết bột rồi nhá. Đó. Bột năng. Năng này. Đó, hết bột rồi đó. Đó. Anh chỉnh dần dần là đẹp. Thế là mình mới đúng không? Đúng rồi, mới do ra mình chỉnh nữa. Sau này mình chỉnh băng tải với chỉnh đùn cái đùn này này. Đó.